Để chia sẻ cho mọi người huyệt quang minh là huyệt lạc của kinh tởm. Huyệt quang minh là cách xác định từ đỉnh của mắt cá ngoài đo lên năm thốn để chúng ta áng chừng, bởi vì đối với bạn này thì chúng ta áng chừng cái thốn của thầy được. Đây lên là ba, vuốt lên thì đây chính là huyệt quang minh. Các bạn chú ý nha, sờ vào huyệt bao giờ cũng có điểm nõm. Cái huyệt quang minh này thì ứng dụng lâm sàng mới đây thì như các bạn biết ấy, thì nó điều trị về trong cái trường hợp về tắc vòi trứng tương đối tốt, vô sinh.